cũng nhậu mà tại sao tôi ung thư phổi ta? Đừng hỏi. Phải không nghe? Thì thôi bây giờ mình tránh cái đó. Rồi, một cái nữa là cái này. Thì thưa các anh chị, nó cũng là dạng côn trùng cắn phá, nhưng mà nó nghiêng về cái gia đình mình. Thì sẵn đây tôi phổ biến luôn, cũng cái dạng sinh học. Mũi. Thì cái mũi này, các anh chị biết là nào, sốt xuất huyết, xuất huyết. Zika thì mình chưa có, nhưng mà sốt xuất huyết thì đầy. Phải không nè? Sốt rét thì bây giờ cũng không còn. Nhưng mà thứ hai nữa là dán. Và thứ ba nữa là mình nuôi chó này nọ, bồ chét, yeah. Còn là cái loại mà hút máu rồi không nè, phải không nè? Đấy. Thì thường thường ở phường xã có cái dịch nhờ mà phun, nó có cái máy ở sau phun tè nó phun. Thì ba cái đó nó hôi, nó độc mà nó pha dầu FO. Nó phun. Tấm này dơ rồi mình đẩy rồi nó. Nếu mình không đẩy thì quần áo mình dơ đốm đốm đen hết. Trời ơi, mà nó phun thì các anh chị thấy không, vô cứ quơ quơ vậy thôi chứ nó không phun kỹ đâu. Phải không? Thì bây giờ các anh chị ở ngoài ngoài nó có bán là Fendona. Cái này là của Cộng hòa Liên bang Đức, dạng sinh học. Không hôi. Nó này không đậm. Mà quý vị quốc cái tháng sau chưa thấy con mũi. Thiệt. Cái này không phải mới đâu. Năm rồi lắm. Năm kia thì chưa có. Đó nè, còn ve hả? Rồi tắm chó xong đi. Rồi sẵn còn dư cái bình xịt này. Xung quanh cái này. Lắm, nó vũ nước, nó thấy nó rớt. Trời ơi, nó rớt cả cà ve, cả cà trời. Bộ chết. Buông liền. Rồi từ đó về trứng rồi ở trong cái dính con chó ung luôn. Nó quýnh cùng lúc cả mẹ lẫn con. Chứ không phải như ba của tôi đọc, không quýnh con mẹ không. Vài bữa cái trứng nở ra cái cục trở lại. Đó nè. Đó thì quý vị thấy còn nè. Quý vị khi mà mấy ông nội xịt mũi hơn quý vị thấy không? Trời ơi, nó xịt xong mấy mũi không thấy đâu ý. Nhưng mà dán nè, nó giống như điên. Nó chạy ra ngoài tùm lum không biết cái đâu nó lòi ra. Nó quần 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 quần. Còn cái này quý vị phun. Mỗi lần mình còn thấy dán bò bò đó. Bữa nay mất tiêu. Nó không có điên, nó không có bò, nó chết đâu dưới ổ á. Nó không có bò tùm lum nữa. Và cái nhà mình nó im phát phát, không còn mũi mà cũng không thấy dán bò. Còn chó mình bước nó rồi, mỗi lần nó nằm đâu đứng dậy cái nó bò lúc nhúc, giờ khỏi luôn. Đó nè, một gói này 5cc quý vị pha cho 1 lít nước. Tuyệt vời nghe quý vị. Tên của nó là Fendona. Thì mình phun ở dưới thì tỉ như mũi á vậy, thì mình phun ở dưới gầm giường nè, hang ngựa hốc kẹt rồi đó nè, chứ không cần phải phun trên trường trên trần, rồi nó theo gió theo không khí rồi nó là nó quất mấy anh nọ kia rụng cánh nó chết đầu không biết, chứ không phải ba anh nọ kia mà nó quơ cái mũi nó rớt đầy không có, nhưng mà cả tháng sau là không thấy nữa. Ngồi chỗ nhiều khi tối coi tivi nó chích rồi đó, chứ bây giờ tuyệt nhiên không thấy nữa. Cũng không thấy con dán bò nữa. Thì sinh học nó hay cái chỗ đó. Đấy. Cái này có kiến luôn không? Kiến luôn, đây nè. Rồi rồi rồi. Rồi không có. Rồi là thằng kia. Tên của nó là Fendona quý vị. Tuyệt đời hay, của Cộng hòa Liên bang Đức. Rồi rồi mũi là cái chai này. Kinaber nè. Rồi. Rồi đục bông đục trái rồi đó. Rồi bây giờ mình xong rồi, bây giờ mình tới bệnh. À, mùa này là bệnh nhiều, sâu rầy ít. Bây giờ mình mùa này mình phải kể nhất, trước nhất là cái bệnh gì? Bệnh mà quý vị thấy liền á, về giường mình thấy liền á, bệnh thắng thư. Là nó có cái đốm đen, hoặc là một cái vàng đen. Thôi quý vị ngồi nghe, để tôi ra giường. Ủa
quy tôi kiếm. Nhiều quy là bệnh đủ thôi. Thank you.